sao? Kèo này vẫn win các bạn, chả có lý do gì mà thua kèo này. Chết rồi kìa. Mày né đi con. Mày né đi con. À đèn tê anh em ơi. Mà không đủ đam luôn các bạn ạ. Thằng Violet này lát là mình không chặt nó to đầu rồi mới lại là lạ đây. Ui nó 10k tiền các bạn. Nó lệch quá. Không sao, cả này vẫn rắn tốt anh em ạ. À, thằng Triệu Vân con này. Con này muốn chết các bạn nha. Thằng này muốn chết chứ còn gì nữa. Từ từ nha. Thằng này muốn chết chứ còn gì nữa. Để được thằng này nữa. Hay. Chết chưa em? Lộn đi em. Lộn đi đâu, lộn đi đâu. Trên này bạn ơi. Em bạn bây giờ không giải được đâu. Cần luôn bạn. Cần luôn nữa còn gì nữa. Cần luôn nữa còn gì. Cần luôn nữa còn gì nữa. Cần luôn được đấy. Úi giời ơi 3k. Ôi máu cứt rồi. Ô mày quá, thằng này tha các bạn nha. Thằng này nó tha. Hên 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 rồi. Quả đấy đều đúng rồi, may mắn rồi mới chạy được rồi. À lỗi quá. Quả đấy ông dồn tí đam là tôi bắn, tôi quẹt phát chết thằng A Thút luôn. Nhưng mà thôi, quả đấy đằng đâu mình tham ấy. Quả đấy mình tham quá nên mới vậy, không sao đâu. Đằng nào cũng win anh em ạ. Kèo này đằng nào cũng win. Tối ông ăn cây sơ không ơi. Đâu trời ơi. Tấn công từ địch Arthur. Mày lộn đi con. Uầy. Mày hết chạy chưa? Mày hết chạy cho Violet. Mày hết chạy cho Violet. Win luôn anh em ơi. Win luôn các bạn. Không để lâu được. Lên sàn anh em ơi, lên sàn. Có ông Violet này mình cứ bay vào mình dí vô thì không chạy được. Ô Triệu Vân AFK sao các bạn?
Ủa hàng này chết rồi. Một mạng các bạn ơi. Ui. Một mạng các bạn ơi. Vào lên nó bất lực mà nó không gánh được đâu. À, đầu thế chủ bắt đầu quá anh ạ. Bọn này còn chưa cuối ở quyền luôn này. Mày muốn chết à? Mày muốn chết à con dài? Mày muốn chết à con? Mày muốn chết à con dài? Mày muốn chết à con dài? Sấy nó em. Đúng rồi, hài lắm bạn ơi. Win rồi, win rồi. Win nha bạn ơi, game over nha. Trận đấu mình biết trước là sẽ win mà. Mình biết trước là sẽ win mà. Ui giời ơi, game quá rẻ anh em ạ. Ồ, trận đấu mà mình chơi mà nó quá xuất sắc rồi. Trận này mình xem IMTB nào. Khi Hayate cũng là người lúc đấy mình nhìn thấy thằng nào nhiều mạng, ăn nhiều mạng lắm. Và trận đấu lên ra thành công nha các bạn ơi, bạc ba rồi. Ôi mình IMTB nha. Uy tín luôn này em ạ. Nè ác quá. Mình cứ thấy là mạnh nhất mình nhảy sồ vào người nên mà nó không né đi đâu được. Thế mình có một thằng AOK rồi. Thế mình có một thằng AOK các bạn ơi. Và mình đã lên cấp 15 và nhận được trang phục của vua hề Stuart nha các bạn ơi. Thì 1 trong 4 rồi mà. Ui mình với bạn Hayate là gần bằng nhau. Vâng, và cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho video của mình. Trận này thì team mình chơi quá hay và hoàn hảo nha.